Xin chào quý bà con, mình là Ly. Hiện tại Ly đang có mặt tại trung tâm cây giống, địa chỉ được đặt ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ngày hôm nay Ly xin phép được chia sẻ cho quý bà con chúng ta về hai loại trà là ăn trái tươi nha bà con, trái màu đỏ và trái màu vàng luôn ha. Trước màn hình đây là những cái lô trà là mà bên trung tâm cây giống nhập khẩu về nè, chưa sang chậu luôn nha bà con. Chưa sang ra luôn thì Ly cũng muốn chia sẻ cho quý bà con chúng ta nào thích trồng thể loại trà là thì chúng ta cũng có thể tham khảo nha. Quý bà con chúng ta lưu ý nha, trà là cây nhập khẩu hàng ký mô thì tỷ lệ ra trái của nó sẽ đạt lên tới là 90% nha bà con. Khi mà quý bà con chúng ta trồng trúng cái cây trà là hạt á thì tỷ lệ ra trái của nó hầu như là không có luôn ha. Đây là cái hãng nè, quý bà con chúng ta nhìn thấy không ạ? DVD nè ha. Trà là thì nó có 3 hãng lớn nha bà con. Thứ nhất là hãng DVD, thứ hai nữa là trà là Israel ha, còn trà là Ai Cập đó ha bà con. Nhưng mà trà là DVD chúng ta trồng thì nó sẽ tốt hơn. Thứ nhất là cái công chăm sóc á, nó sẽ nhẹ hơn và sự phát triển của cây nó sẽ nhanh hơn nha bà con. Còn cái thứ hai nữa là cái vị ngon, vị ngọt của nó sẽ cao hơn. Nên Ly sẽ chia sẻ cho quý bà con chúng ta về hãng DVD là nhiều nha. Đó, trồng phát triển cây nó sẽ mau lớn hơn, nhẹ công chăm sóc hơn và tỷ lệ cho trái sau này nó sẽ đạt hơn và ăn nó sẽ ngon hơn ha bà con. Đó, xuất xứ đây, hãng DVD có nguồn gốc này ha, mã lô đây. Nhập về thì nó nằm trong cái ống bé giống như vậy thôi. Đây còn rễ nè, quý bà con chúng ta nhìn thấy không? Đây là cái rễ đây ha. Cái cây trà là ký mô thì nó sẽ cấy ghép từ những cái mô mẹ ha bà con, từ những cái cây đang cho trái sẵn luôn. Bên trung tâm cây giống cũng có nhập về những cái cây đang cho trái sẵn ha, để Ly chia sẻ về cái cây con, Ly chia sẻ về cái cây to cho quý bà con chúng ta cùng xem nha. Cái cây này là cái cây vàng nè. Còn cái cây bên đây là cây ăn trái mà ra trái nó sẽ màu đỏ nha bà con. Đây, ra trái màu đỏ. Đó, Ly sẽ quay cho quý bà con chúng ta cùng xem nha. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta thích lấy những cái trong cái ống như vậy thì Ly sẽ giao giống như vậy. Thường thì bên Ly sẽ sang ganh nha bà con, sẽ sang ra một cái chậu nuôi đặng cho cái củ hủ này nè, cái thân này nó sẽ mọc lên á. Còn anh chị nào mà chúng ta thích để trong cái chậu như vậy thì Ly sẽ giao trong cái chậu như vậy. Rễ nó cũng khá là khỏe rồi. Còn đây là cây hạt nè, quý bà con chúng ta lưu ý ha. Cái cây hạt thì nó không có giá trị nha bà con. Quý bà con chúng ta lưu ý ha, chúng ta trồng cây hạt giống như vậy, tỷ lệ ra trái hầu như là nó không có luôn ha bà con. Hy hữu lắm thì nó chỉ có 1-2 cây thôi. Giống như là quý bà con chúng ta trồng 100 cây, hơn lắm thì được 1 cây đến 2 cây thôi ha. Thì bên Ly cũng cung cấp cái loại này luôn. Nhưng mà thường thường thì sẽ tặng thôi ha bà con, sẽ tặng thêm cho khách thôi. Giống như cô chú anh chị nào chúng ta đầu tư về cái cây trà là cái mô hàng nhập khẩu này thì Ly sẽ tặng kèm thêm một cái cây giống như là cái cây đực giống như vậy nè. Cây hạt ha bà con, nhưng mà Ly sẽ kêu bằng cây đực á, để sau này cho hai bạn này thụ phấn với nhau thì tỷ lệ trái của chúng ta nó sẽ sai hơn ha. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta không thích trồng những cái cây hạt giống như vậy thì sau này chúng ta cũng có thể là mua phấn về thụ cho cái cây của chúng ta, nó sẽ nhiều trái hơn. Một cây như vậy là 25 cây nha bà con, một cây như vậy là 25 cây nè. Bên trung tâm cây giống cũng nhập về, cũng giao hàng cho chủ đầu tư đã đặt trước á. Ly cũng giao nguyên một ống giống như vậy luôn nè. Có nhiều anh chị thì tay yêu cầu thì giao hàng giống như vậy, nhưng mà khi bên trung tâm cây giống giao giống như vậy thì quý bà con chúng ta về phải dưỡng lại ha bà con. Dưỡng lại tầm khoảng 10 ngày, 15 ngày thì chúng ta trồng thì nó sẽ khỏe hơn. Còn nếu như cô chú anh chị nào chúng ta muốn lấy những cái cây giống mà bên trung tâm cây giống sang chậu ra nuôi sẵn rồi thì chúng ta về là trồng liền thôi ha bà con. Bên trung tâm cây giống cung cấp cây giống ra thì luôn hỗ trợ kỹ thuật trọn đời cây luôn nha, cũng như là về pháp lý là bảo hộ cho quý bà con chúng ta chuẩn giống nè. Còn cái thứ hai nữa là chăm sóc quy trình cho quý bà con chúng ta, và cái thứ ba nữa khi mà quý bà con chúng ta gặp vấn đề gì không hiểu thì bên trung tâm cây giống sẽ đến vườn hỗ trợ kỹ thuật tại vườn luôn nha. Có những cái cây này thì sang ra nuôi lại hết nè. Sang chậu ra nuôi nè. Quý bà con chúng ta thấy không? Khi mà bên trung tâm cây giống sang ra nuôi lại thì quý bà con chúng ta nhìn kỹ cái thân này nè. Cái thân này nè, nhìn nó rất là mập nè quý bà con chúng ta thấy không? Nó rất là mập. Rồi đi sẽ lấy lại gần cho quý bà con chúng ta xem, nó sẽ rõ hơn một tí xíu. Còn khi mà cái cây ký mô thì nó nằm ở trong cái chậu này nè, nó rất là bé nha. Nó rất là bé nên cái cây này nó rất là ốm nè. Đó. Ha. Nó sẽ mập nha. Nếu anh chị nào trồng liền thì quý bà con chúng ta lấy những cái cây mà được dưỡng rồi giống như vậy thì chúng ta trồng thì nó sẽ khỏe hơn, nó sẽ giống như là nó sẽ tốt hơn đó bà con. Đây, sang chậu ra nhưng mà vẫn cột lại nha. Vẫn cột những cái ống khi mà lúc nhập khẩu về. Để lại như vậy cho quý bà con chúng ta dễ nhận dạng ra đâu là hàng ký mô ha bà con. Hàng trôi nổi thì cũng rất là nhiều khi mà bên trung tâm cây giống sang ra. Đi đi đây. Đó.
Đây là cái cây hạt nè quý bà con chúng ta nhìn nó rất là giống nhau nha bà con. Khi cái cây này nó còn nhỏ nè quý bà con chúng ta nhìn thấy nó chưa tàn ra, nó chưa có xè ra giống như cây này. Nhưng mà cái cây này nó to hơn một tí xíu thì nó y chang giống như vậy nè. Đó. Giống như cái cây này là 100.000 rồi người ta sẽ bán cho quý bà con chúng ta tầm khoảng 200-300 hoặc là 400-500 thì quý bà con chúng ta cũng không biết đâu. Nhưng mà tỷ lệ sau này thì chỉ trồng kiểng thôi nha bà con. Linh xin nhắc lại, cây trà là hạt thì sau này quý bà con chúng ta trồng kiểng, trồng vườn, trồng cây để che mát ha bà con. Tỷ lệ ra trái nó rất là thấp. 100 cây, tỷ lệ ra trái nó tầm khoảng 1 cây, 2 cây, thậm chí nó không ra trái luôn nha. Rồi. Ngày hôm nay thì Ly chia sẻ cho quý bà con chúng ta về hai loại trà là. Thứ nhất là trà là ăn trái tươi, ra trái màu đỏ ha. Còn cây thứ hai là trà là ăn trái tươi, ra trái màu vàng. Cô chú anh chị có bất cứ câu hỏi gì hoặc là thắc mắc vấn đề gì thì cứ vui lòng gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình để bên trung tâm cây giống được đồng hành và giải đáp cho quý bà con chúng ta kỹ hơn và sớm hơn nha bà con. Nãy mình quên đi ra ngoài quay cây to rồi.